thì mình sẽ cắt cái phần là xương sống này ra thử coi nó có như thế nào nha. Chào các bạn và các anh chị, hôm nay thì mình sẽ làm món lạp xưởng. Thì để làm lạp xưởng ở đây, trước hết là mình sử dụng 2 kg thịt nạc đùi, mình sử dụng ở đây là 150g mỡ thịt, sử dụng đây là đường 100g, tiêu ở đây thì mình sử dụng 1 muỗng cơm tiêu, 1 muỗng cơm là muỗng như thế này của mình nha, 1 ống ớt xanh. Thì mình sử dụng cái ống áp xanh này á, áp xanh này để mình làm cái món lạp xưởng nha, để giữ cái lạp xưởng nó không có bị chua nè. Mình sử dụng đây là cái ngũ vị hương, mình sử dụng 1 muỗng cà phê ngũ vị hương. Ruột ở đây thì bây giờ thì mình sẽ mua cái ruột mà ngoài tiệm ta làm sẵn về, mình rửa sạch, sau đó mình sẽ ngâm với rượu trắng hoặc ngũ mai quế lộ. Thì nếu các bạn, các anh chị nào mình có sử dụng cái bột ngọt thì mình sẽ cho 1 muỗng cà phê bột ngọt. Rượu mai quế lộ, ở đây mình đã làm cái rượu mai quế lộ mình ngâm rất là lâu nên nó ra cái màu rất là đậm và thơm nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng muối này thì mình sẽ sử dụng tùy theo các bạn thích độ mặn ngọt ha. Ở đây mình sẽ sử dụng 1 muỗng cà phê đầy muối hả, muối bột nè. Rồi nếu các bạn, các anh chị nào có cái bịch ướp đồ nướng hay là cái bịch xát xíu á, để mình làm cho nó thơm á, cái bịch xát xíu là cái loại mà màu đỏ á, là để làm cho cái món lạp xưởng này nó có màu đỏ, vị đỏ rất là đẹp nên mình sẽ sử dụng. Còn nếu không thì ướp đường nướng này thì mình sẽ sử dụng 1 muỗng cà phê thôi, mình không sử dụng nhiều nha. Rồi ở đây các bạn, các anh chị nếu muốn làm lạp xưởng á, thường mình ăn tại nhà thì các bạn, các anh chị thường hay rất ít sử dụng cái muối diêm. Tuy nhiên thì sử dụng cái muối diêm nhiều không tốt, nên nếu các bạn, các anh chị muốn giữ cái lạp xưởng được lâu á, thì mình sẽ sử dụng một tí xíu thôi. Ở trong đây là một tí xíu cái muối diêm này để cho giữ cái lạp xưởng không chua nè. Thì nếu các bạn, các anh chị nào mà chúng ta có thì sử dụng, còn nếu không có thì thôi ha. Thì mình sử dụng ở đây, nếu các bạn ở đây mình sử dụng một tí xíu thôi để giữ cái lạp xưởng này nó không có bị hư nha, không bị chua. Thì mình sử dụng cái khoảng số lượng ít thôi thì nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe ha. Trước hết ở đây thì mình sẽ làm cái phần mỡ trước nha, mình đem đi phơi nắng để cho cái mỡ nó được trong. Thì khi mua thịt về các bạn, các anh chị chúng ta không nên rửa mà chỉ có là mình sử dụng cái khăn để mình lau cho cái thịt này nó được sạch và khô thôi. Nếu mình rửa ngồi nước mình dồn vô cái lạp xưởng nó dễ bị hư lắm. Mình xắt cái mỡ này vào trước. Và cái phần mỡ này á thì mình sẽ xắt cái hạt lựu nha. Các bạn, các anh chị nào mình xay thịt cũng được, tuy nhiên thì mình thấy cái phần xay thịt á nó không được ngon mà mình xắt được cái hạt lựu á. Rồi sau khi mình xắt mỡ xong rồi ha, thì ở đây thì mình sẽ cho khoảng là 1 muỗng cơm nè, cơm đường mình cho vào trong đây, mình trộn đều rồi mình đem đi phơi nha. Rồi
Rồi bắt đầu thì mình sẽ đem đi phơi nắng khoảng là 1 tiếng đồng hồ cho cái mỡ này nó trong lại ha. Rồi ở đây thì mình sẽ pha cái nước gia vị trước nha, rồi mình hãy xắt thịt ha. Ở đây thì mình như mình nói là mình sẽ cho 100g đường vào trong đây. Tiêu. Ở đây mình sử dụng cái áp xanh nè. Áp xanh này để giữ cho cái thịt này nó ngon nè, nó có màu, nó lên màu á. Mình cho một ống nha. Muối, ở đây thì mình sẽ cho một muỗng cà phê muối vào. Cái ngũ vị hương, cái ngũ vị hương thì ở đây mình sẽ cũng sẽ cho là một muỗng cà phê ngũ vị hương luôn. Bột ngọt ở đây mình sẽ cho một muỗng cà phê bột ngọt vào. Rượu mai quế lộ, ở đây thì mình sẽ cho khoảng là hai muỗng canh rượu mai quế lộ nha. Hai muỗng cơm nè, rất là thơm nè. Như mình nói là các bạn, các anh chị là mình sử dụng cái bột và cái sốt, cái xá xíu á, thì nếu có thì mình sử dụng, còn nếu không có thì thôi các bạn cho một muỗng cà phê. Ở đây nếu các bạn, các anh chị nào mà chúng ta có cái phần mà bột tỏi á, hay là bột gừng thì mình cho vào, còn nếu không có bột tỏi bột gừng mình khỏi cho vào cũng được luôn ha. Rồi mình để trong đây nha, bắt đầu là mình sẽ xắt thịt. Cái phần thịt và phần mỡ ở trong đùi nè, nãy là mình đã đây mình đã tỳ hao cái phần mỡ ở trong đây luôn ha. Lóc da ra. Cái này là đùi gọ nên mình đùi gọ nè, nên cái mỡ nó cũng không nhiều lắm. Giờ mình sẽ thắt thịt này ra hạt lựu nha. Rồi sau khi mình đây mình xắt thịt xong rồi, mình sẽ bắt đầu là mình trộn lên ha. Trộn lên cho thịt này nó đều với gia vị hết ha. Rồi cái phần này sau khi mình trộn đều như thế này, mình để trong cái ngăn mát tủ lạnh để mình giữ cái thịt này nó được ngon nha. À, tại vì mình làm mới là mỡ á, thì mình sẽ giữ, mình đợi cho mỡ trong rồi mình sẽ đem ra mình dồn. Với các bạn nào làm mỡ trước á, thì mình đem ra mình dồn, mình bỏ vào trong cái phần ruột luôn, dồn là xưởng luôn thì nó sẽ nhanh hơn.
còn như mình phải đợi cái mỡ nó trong mới mới mình mới làm được. Rồi nè các bạn, các anh chị, sau khi mình phơi mỡ á, nó trong như thế này nè, rồi giờ mình sẽ cho vào trong đây luôn nha. Cho vào trong đây rồi mình trộn đều ha. Trộn đều lên lần nữa nha. Thì nếu các bạn, các anh chị nào còn mình không thích ăn mỡ thì mình có thể là mình sử dụng thịt không. Còn nếu các bạn, các anh chị nào mình thích ăn mỡ á, thì mình cho mỡ vào. Cái là xưởng này mình làm cũng tùy theo cái sở thích của mọi người nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình dùng thịt. Ở đây các bạn nào có cái quặng lớn á, nhưng mà cái quặng thì nó sẽ không có cái lỗ lớn như thế này. Mình sử dụng cái chai rồi mình cắt ở trên đây. Ở dưới nắp này mình sẽ khoét một lỗ như thế này. Đặng mình làm cái phần ruột này nó nhanh. Còn nếu các bạn nào còn mà có cái dụng cụ mà mình để làm lạp xưởng á, thì cái đó nó càng nhanh nữa. Cái ruột này mình mua á, thì khoảng là 2kg này mình mua chừng khoảng là tầm 2m là cái ruột này nó cũng dư rồi. Thật ra thì ruột này mình mua thì nó sẽ không ngon bằng cái ruột tươi đâu, cái ruột khô nè. Cái ruột khô nhiều khi người ta làm cái ruột nó bự quá, cái lạp nhìn lạp xưởng của mình nó ra cái lạp xưởng to. Còn nếu các bạn, các anh chị nào mình mua ruột tươi về mình làm á, là cái phèo á, cái phèo tươi, cái phèo heo á, thì nó sẽ có những cái phần cái lạp xưởng nó cộng nó nhỏ nhỏ, thon thon, dài dài, nó đẹp hơn là cái phần mình mua khô nha. Ở đây thì cái phần đầu này thì mình sẽ bắt đầu là mình buộc lại, các bạn thắt lại, thắt hai vòng nha các bạn. Thắt hai vòng cho nó chắc nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái nắp vô trước. Thì mình bạn làm cái đoạn lạp xưởng này mình làm cái đoạn ngắn ngắn thôi. Làm chừng 2-3 khúc thôi, mình làm nhiều quá mình dồn nó dễ bị không có hơi đầy, nó dễ bị mỏng quá, nó dễ bị bể ra. Mình cho vào trong đây nè. Rồi mình lấy cái nắp mình xoay lại. Như vậy nó không bị gớt nè. Giờ mình sẽ cho thịt vào, mình dồn vô trong đây nha. Dùng một chiếc đũa nè, dồn thịt như thế này, đẩy nó xuống nè các bạn, đẩy nhẹ thôi, cái ruột này nó mỏng quá, mình đẩy mạnh nó rất à. Làm nhẹ nhẹ thôi. Rồi như này mình tuột xuống, tuột từ từ xuống ha. Cho cái ruột này, cái phần thịt này từ từ nó xuống nè. Nông xuống từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi nha. Cái ruột mình mua về người ta làm mỏng lắm, không phải như cái ruột mình mua về thì nó còn dày dày một chút. Rồi tương tự mình làm cho đến hết luôn nha. Rồi ở đây sau khi mình dồn xong rồi, mình sẽ cho cái rượu trắng hoặc rượu mây lưỡi lộ vào trong đây. Rồi mình rửa cái lạp xưởng này nha. Mình rửa dày thì mình khi mình phơi nó không có bị hôi. Cái thứ hai nữa không là nó ít có ruồi và muỗi bám vào. Đây thì mình sẽ chia ra, các bạn chia ra cái khúc mà vừa thôi ăn là được rồi ha. Và mình sử dụng một kim, một tâm sẽ răng nè. Ở đây trong cái này có nó có khói khí hơi nhiều á, mình sẽ sơm cho nó khí hơi nó bay ra nè.
Rồi bây giờ thì các bạn các anh chị sẽ chia khúc á, mình khúc này là xưởng mình thích khúc dài ngắn là mình cũng tự mình chia nha. Mình thích thì mình chia theo cái kiểu của mình ha. Rồi ở đây sau khi mình bột xong mình chia ra ha, thì mình sẽ đem đi phơi nắng. Cái phơi nắng này từ 5 đến từ 5 đến 7 cái nắng nha. Tại vì mình muốn để cho nó khô thì khô, mình để trong tủ lạnh nó cho nó lâu á thì mình phơi cho nó teo lại. Còn nếu các bạn muốn phơi vuốt vuốt thì chừng 3 nắng là được rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đem đi phơi nè. Rồi sau khi mình phơi lạt xưởng này khoảng chừng 4-5 nắng là cái lạt xưởng hoặc lạt xưởng này nó đã khô rồi rồi. Tại vì mình đây là mình không có cái, nếu các bạn, các anh chị nào thích cái màu đỏ đẹp á thì mình sẽ cho cái, như mình nói bột xíu xíu. Hoặc là màu đỏ á, mình cho vào trong đây thì nó sẽ đẹp. Còn như mình không có cho màu thì nó cũng cho rượu, mình ướp như thế này là nó cũng màu đỏ rồi ha. Rồi sau khi mỗi buổi chiều mình phơi xong rồi mình để trong cái ngăn mát tủ lạnh để cho cái lạt xưởng này nó giữ được cái hương vị ngon và nó không có bị hư nha. Giờ mình sẽ cắt thử ra nó lạt xưởng nó sao ha. Mình sẽ cắt cái phần lạt xưởng sống này ra thử coi nó có như thế nào nha.